Môn đây là biệt danh là leo nhà. Leo nhà. Ờ. Lên bê bò lết mà. Ờ à, thuốc. Ờ, đúng không bán đồ. Lầu 2 đội 3 đứa nam, 2 đội 3 đứa nam. Chúng này đã chặn sao? 2 đội 3 đứa luôn nha. Vậy? Nó 4 vô 4 luôn chứ. Thấy là ép nha. Ờ, chiếu luôn. Đi vô bắt bên đây thua. Thấy là rồi. Mấy ông ngậu rồi, bê tông giùm đi. Hai đội ba điểm nha, hai đội ba điểm. Ờ, cái đội không đá ra bê tông ngậu giùm đi. Hai đội ba điểm, hai đội ba điểm, trọng tài đây, trọng tài đây. Là cái mỏ thù của mình. Chứ được không? Sao không hít xô vậy? Lỡ như thế chứ sao biết trọng tài chứ sao? Nhiều hết biết. Good job. Yep. Chào ơi. Yep. Còn vàng chút luôn. Chạy chút luôn chứ sao? Giỡn gần khỏi chút đi. Giang Giang nó xích dựng nổi đâu, sang nghiến này nữa. Cái đồng đi, hai bên chưa lên đâu. Mình chỉ đợi tên này 3 điểm rồi được. Hai đội cũng bốn không? Đội mình nhất bảng. Đội mình đang nhất bảng nghe. Nghe nhất bảng bơ hay là nhất bảng sơ. Râu, râu, râu. Râu, râu. Râu. Đâu? Ờ. Ôi, vậy đâu? Thôi, đâu hả? Đâu? Xuống. Con làm vô nhỏ nhẹ đi. Con làm vô nhỏ nhẹ đi. Để mày lấy. Mày bạc hết đâu? Đây là bạc này đi. Ờ, con giống, con giống. Cái chó xuống kia. Kệ luôn. Được, được, được. Ơ, cái giờ nó vui, 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 v